Giới thiệu với các bác cao tuổi và các anh em. Đây là cái khu vực mà thao chim cu gáy miền Bắc là úm chim cu gáy non. Thì các bạn thấy đấy, đây là cái này là cái sàn. Đó. Cái này nó là cái sàn. Nó là cái chuồng inox dùng cho nuôi chó. Nên mình tận dụng cái này là để nó thoáng ở phần dưới mà nước phân nó đi thì là nó sẽ nọt xuống đây, con chim nó sẽ không bị bết. Và cái lớp lớp rơm để cho nó ấm. Thì con chim nó nằm thế này nó sẽ được sưởi ấm cho nhau và nó mật độ nó cũng là thoáng. Đó. Như chú chim này thì cặp này mai giao lên cho anh ở bộ đội ở trên Lạng Sơn. Đó. Còn những chú này đã cũng báo cáo với các anh em các bác là khi xuống ổ là mình cũng đã đánh dấu hết rồi. Đôi nào nó sẽ bắt đầu nhập vào cái bầy đàn này là mình cũng sẽ đánh dấu hết rồi. Và riêng thao chim cu gáy đảm bảo với các bác rằng là tuyệt đối là một trống một mái khi mà mình bán ra chim non. Đấy. Còn một cái xác suất 1-3% nếu như các bạn nuôi đến cái tầm khoảng gáy gù mà có một chút gọi là hơi lệch lạc gì chẳng hạn, các bác cứ thẳng thắn gọi điện cho thao. Thao sẽ hoàn toàn là có cái phương án để mà giải quyết cho các bác. Có thể là phải phần nào là ví dụ như là dính hai con mái hay hai con trống thì có thể là thao sẽ đổi cho các bác một con tương ứng với độ tuổi như thế. Bởi vì nói thật với các bác là nói 1000%, 100% thì không ai dám vỗ ngực được cả. Đã chơi chim thì đều hiểu nhau. Con chim thì bố mẹ nó hay có thể là như vậy, nhưng mà con của nó cũng sẽ phần nào nó nhiều ít thì nó sẽ giống bố mẹ nó thôi. Thế nhưng mà bố mẹ nó 10 điểm thì có thể con nó chỉ được 7-8 điểm. Mà có ngược lại, có những con hai con bố mẹ thì cũng 8-7-8 điểm, nhưng mà ra một đứa con thì nó lại là rất là ok. Nó phụ thuộc vào cái lối và cái âm giọng nữa. Thế thì về cái trống mái thì mình sẽ đạt được khoảng 95% đổ lên. Còn vài phần trăm nhỏ mọn đấy thì có thể là dính vào cái trường hợp là mình xuống ổ thì dính cái đôi nó cũng đã thỉnh thoảng nó ra hai con trống hoặc hai con mái. Thì cái đấy là mình nhiều chim thì mình sẽ thương lượng và sẽ thỏa hiệp với các bác, sẽ đổi cho các bác để các bác có một đôi tròn trịa. Thì ra chim nó là như vậy. Thế thì cái clip này là mình khẳng định cái mà mình làm được và mình muốn đem lại cái chất lượng thực sự qua cái kênh chim cu gáy hay này để cho các bác chơi. Về cái giống giọng và cái hình thức chim thì các bạn biết thấy là đây là những chú chim là nó còn phải đang bón, chưa biết mổ thì nó cũng đã rất là khỏe mạnh to. Chim của mình thì được một số anh em nói là mã ok, mã đẹp, và đặc biệt các anh em nuôi từ nhỏ, nếu các bạn xem ở trên kênh có một số các bác đã phản hồi lại và mình cũng đã đăng lên là các bạn mua hai con trống thì ok hai con trống, mà các bạn mua chim giọng thổ là đến bây giờ gáy gù là giọng thổ rồi. Đó. Thì quay clip này mình muốn chia sẻ các bác là cái úm chim là nếu như vậy các bạn nót rơm và dùng sàn chuồng này nó sẽ không bị bết lông và phải có bóng. Đây là cái bóng này là bóng sưởi gà. Đặc biệt nữa là có cái phần lưới, lồng lưới này bao tải để nó tránh mất nhiệt và nó tránh những con chó con mèo nó. Và các bạn nên nhớ là tất cả những cái thao đã thực hiện thì các bạn luôn luôn là đồng hành và theo dõi cái kênh chim cu gáy hay của thao, và thao sẽ chơi cùng các bạn trong một cái nhiều năm tới. Và cái vườn chim cu gáy của mình thì cũng đã nhận ra không biết bao nhiêu là những chú chim giống cho các bác cao tuổi và các anh em. Có một số những lượng khách họ đã tin dùng, đã có những cái sự giao dịch đến lần thứ 4, lần thứ 5. Đó, thường là những cái
con chim mà phát hiện âm giọng mà bộ mạ tốt mình đăng lên thì trong ngày ai alo trước đồng ý trước thì mình sẽ để cho. Và các bạn thấy đấy, những chú chim này rất là hiếu động. Đó. Thì số điện thoại của Thao là 0163 5305982. Đó, chỗ này thì thường một cái ô này thì mình úm được khoảng tầm 6-7 đôi chim non. Đó, thì mình sẽ bón. Trong cái quá trình mình vừa bón thì mình có thể là mình vừa giao cho các bạn. Bởi vì khi mình bón thì mình sẽ tập cho nó một cái cảm giác là biết há mồm, biết nhao theo vào tay người. Thì các bạn về các bạn bón rất dễ. Nếu các bạn bắt muộn quá, chú chim này nó sẽ tấn công tớp và dãy ruộng. Có thể nó xảy ra cái tai nạn là bị sặc trúng phổi hoặc là bị rách diều, rách họng, bội thực. Thì trong quá trình nuôi chim non các bạn có thể vào cái kênh của Thao để xem một số những cái lưu ý và một số những cái kinh nghiệm thực tế. Đó, thì hy vọng là anh em sẽ đăng ký kênh và thấy bổ ích và tin tưởng anh em chúng ta có thể làm việc. Mục đích của cái clip này mình muốn là chia sẻ cái khuôn viên giải rơm và cái lồng để mình úm chim cu non như thế nào, bón như thế nào. Đó, thì các bạn thấy đấy. Chống cho anh gái nhau. Ok, mình xin nhắc lại là số điện thoại của mình là 0163 5305982. Cảm ơn các bạn, thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.